Chào mừng đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Chúng ta đang cùng có mặt trong đêm chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam Miss World Việt Nam 2019. Kính thưa quý vị, chương trình do công ty Sen Vàng tổ chức dưới sự ủy quyền của công ty Sen Vàng Entertainment. Đây là đơn vị nắm giữ bản quyền đưa thí sinh đến với cuộc thi Miss World. Và chương trình đang được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên 10 đài Bạc Liêu, Cần Thơ, Bến Tre, Tây Ninh, Ninh Thuận, Gia Lai, Đà Nẵng, SCTV4, Hải Phòng và Bắc Cạn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục mở màn đồng diễn vô cùng ấn tượng, hiện đại và trẻ trung của 33 thí sinh vòng chung khảo phía Nam trong trang phục cá tính của thương hiệu thời trang I Hate Fashion, cùng với phần thể hiện sôi động của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm, Vũ đoàn Phương Việt và Vũ đoàn Ô. Thưa quý vị, xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón thí sinh và những nghệ sĩ của chúng ta.
Tôi tên Trần Hoàng Ái Nhi, đến từ Đắk Lắk. Tôi tên là Nguyễn Thị Phu Uyên, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Trần Đình Thập Thảo, đến từ Bình Thuận. Tôi tên là Nguyễn Hà Kỳ Loan, đến từ Quảng Nam. Tôi tên Lâm Thị Bích Tuyền, đến từ An Giang. Tôi tên Phan Anh Hương, đến từ Huế. Tôi tên Nguyễn Thị Thanh Khoa, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Điệp, đến từ Đồng Nai. Tôi tên Trần Hoàng Phương Trang, đến từ Đồng Nai. Tôi tên Nguyễn Thị Diễn, đến từ Quảng Nam. Tôi tên Phạm Ngọc Bảo Ngân, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Dương Thị Ngọc Thoa, đến từ Sóc Trăng. Tôi là Tô Mai Thùy Dương, tôi đến từ Quảng Ngãi. Tôi tên là Nguyễn Đỗ Quỳnh Nga, tôi đến từ Bình Dương. Tôi tên là Huỳnh Ái Xuân, tôi đến từ Kiên Giang. Tôi tên là Lê Trinh Trinh, đến từ Đồng Tháp. Lấy ý tưởng từ những phần hào quang tỏa sáng của ngôi vị và quyền lực, bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Brian Võ mang màu sắc lấp lánh, huyền ảo, kết hợp với bộ sưu tập trang sức Louisa tạo nên vẻ đẹp dịu dàng và sang trọng cho các thí sinh. Và trên sân khấu lúc này, chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh đầu tiên. Xin giới thiệu thí sinh Nguyễn Trương Diệu Ý, số báo danh 190, sinh năm 2000. Diệu Ý đến từ tỉnh Đắk Nông. Chúng ta đang đến với những sải bước của thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hiền, mang số báo danh 303. Nguyễn Thị Thúy Hiền sinh năm 1999, cô đến từ Bình Dương. Xin giới thiệu thí sinh Nguyễn Đỗ Quỳnh Nga, số báo danh 499. Quỳnh Nga sinh năm 1999, đến từ Bình Dương. Chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của thí sinh Hồ Thị Mỹ Hạnh, mang số báo danh 268. Hồ Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1997, cô đến từ Lâm Đồng. Xin giới thiệu thí sinh Nguyễn Phương Hoa, số báo danh 525. Phương Hoa sinh năm 1995, đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
chúng ta cùng chào đón thí sinh Lâm Thị Bích Tuyền mang số báo danh 069. Bích Tuyền sinh năm 1999, đến từ tỉnh An Giang. Xin giới thiệu thí sinh Tô Mai Thùy Dương, số báo danh 446. Thùy Dương sinh năm 1996, đến từ Quảng Ngãi. Trên sân khấu là những sải bước của thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Hân mang sự báo danh 224. Huỳnh Thị Ngọc Hân sinh năm 2000, đến từ Tây Ninh. Thí sinh tiếp theo xin giới thiệu Lê Thị Thu, số báo danh 133. Lê Thị Thu sinh năm 1996, đến từ Kiên Giang. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón thí sinh Trần Hoàng Phương Trang mang sự báo danh 123. Trần Hoàng Phương Trang sinh năm 1997, đến từ Đồng Nai. Xin giới thiệu thí sinh Nguyễn Thùy Dương, số báo danh 420. Thùy Dương sinh năm 2000, đến từ Bạc Liêu. Ngay sau đây là phần trình diễn của thí sinh Lê Trinh Trinh, mang sự báo danh 028. Trinh Trinh sinh năm 1998, cô đến từ Đồng Tháp. Như áng mây, tôi thẫn thờ ngắm nhìn, trôi bồng bềnh trên đồi, trên thung lũng. Không ngừng nghỉ như ngôi sao tỏa sáng, và lung linh, lấp lánh giữa ngân hà. Quý vị đang cùng chiêm ngưỡng các cô gái của chúng ta qua bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Brian Võ, kết hợp với bộ sưu tập trang sức Lovisa. Xin được giới thiệu đến quý vị phần thể hiện của các thí sinh nhóm tiếp theo. Xin giới thiệu thí sinh Huỳnh Thị Thanh Dân, số báo danh 534. Thanh Dân sinh năm 2000, đến từ Bình Thuận. Tiếp theo là những sải bước dịu dàng của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, mang sự báo danh 280. Nguyễn Thị Ngọc Hiếu sinh năm 1996, cô đến từ Vĩnh Long. Xin giới thiệu thí sinh Nguyễn Thị Diễn, số báo danh 136. Nguyễn Thị Diễn sinh năm 1998, đến từ Quảng Nam. Chúng ta cùng chào đón thí sinh Nguyễn Thị Kim Thúy, mang sự báo danh 044. Nguyễn Thị Kim Thúy sinh năm 1994, đến từ Nha Trang. Xin giới thiệu thí sinh Nguyễn Thị Phương Nguyên, số báo danh 164. Phương Nguyên sinh năm 1996, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ là phần trình diễn của thí sinh Phạm Ngọc Bảo Ngân, mang sự báo danh 157. Bảo Ngân sinh năm 1999, cô đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
xin giới thiệu thí sinh Hoàng Hải Thu, số báo danh 299. Hải Thu sinh năm 1995, đến từ Hà Nội. Ngay bây giờ là phần trình diễn của thí sinh Hoàng Anh Thư, mang số báo danh 177. Hoàng Anh Thư sinh năm 2000, cô đến từ Huế. Cùng chào đón thí sinh Nguyễn Thị Huỳnh Nhi, số báo danh 513. Huỳnh Nhi sinh năm 1995, đến từ Bến Tre. Cùng chào đón thí sinh Trần Hoàng Ái Nhi, mang số báo danh 077. Trần Hoàng Ái Nhi sinh năm 1998, cô đến từ Đắk Lắk. Xin giới thiệu thí sinh Nguyễn Thị Ngọc My, số báo danh 311. Ngọc My sinh năm 1996, đến từ Nha Trang. Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hào quang tỏa sáng như những vì sao trên những tà áo dài của các thí sinh qua bộ sưu tập hào quang của nhà thiết kế Brian Võ và trang sức Lovisa. Xin giới thiệu phần dự thi của những thí sinh nhóm tiếp theo. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền, số báo danh 500. Thu Hiền sinh năm 1995, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng chào đón thí sinh Nguyễn Hà Kiều Loan, mang số báo danh 053. Kiều Loan sinh năm 2000, cô đến từ Quảng Nam. Thí sinh Huỳnh Ái Xuân, số báo danh 007. Ái Xuân sinh năm 2000, đến từ Kiên Giang. Xin được giới thiệu thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Điệp, mang số báo danh 100. Nguyễn Thị Ngọc Điệp sinh năm 1997, cô đến từ tỉnh Đồng Nai. Xin giới thiệu thí sinh Lâm Quế Phi, số báo danh 246. Quế Phi sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Chúng ta đang theo dõi những bước đi dịu dàng của thí sinh Dương Thị Ngọc Thoa, mang số báo danh 080. Ngọc Thoa sinh năm 1998, cô đến từ Sóc Trăng. Xin giới thiệu Tống Tiếu Mỹ, số báo danh 237. Tiếu Mỹ sinh năm 1998, đến từ Nha Trang. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Bảo Hân, mang số báo danh 216. Bảo Hân sinh năm 1998, cô đến từ An Giang. Thí sinh Trần Đình Thạch Thảo, số báo danh 182. Thạch Thảo sinh năm 1997, đến từ Bình Thuận.
cùng chào đón thí sinh cuối cùng trong phần thi trang phục áo dài. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Khoa mang số báo danh 095. Thanh Khoa sinh năm 1994, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Nguyễn Thị Kim Thúy, tôi đến từ Nha Trang. Tôi tên Nguyễn Thị Thúy Hiền, đến từ Bình Dương. Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc My, đến từ Nha Trang. Nguyễn Thị Thu Huyền, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Nguyễn Thị Dương, đến từ Bạc Liêu. Tôi tên là Nguyễn Thị Dư Ý, đến từ Đắk Nông. Tôi tên Nguyễn Thị Bảo Hồng, đến từ An Giang. Tôi tên Huỳnh Thị Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh. Tôi tên là Tống Tiếu Mỹ, đến từ Nha Trang. Tên Lâm Quế Phi, đến từ Đồng Nai. Tôi tên Hồ Thị Mỹ Hạnh, đến từ Lâm Đồng. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, đến từ Vĩnh Long. Tôi tên Hoàng Hải Thu, đến từ Hà Nội. Tôi tên Nguyễn Thị Huỳnh Nhi, đến từ Bến Tre. Tôi tên là Nguyễn Phương Hoa, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bình Thuận. Tôi tên Lê Thị Thu, đến từ Kiên Giang. Em xin như giấc mơ cho mây đen tan đi màu. Hey girl, anh như ngày dài cho đêm nay mình say theo bài ca. Okay. Baby say eh eh eh, let me say eh eh eh, baby say eh eh eh. I wanna get closer to you, closer to you eh. Đêm nay để anh mày một ly mocktail được không em? Hãy để lời rap này thay anh nói ra hết được không em? Chắc chắn là không thể tả được hết được không em? Và có lẽ từ giờ con tim không thôi chờ mong em. Gọi tên anh là kia, thích em từ cái nhìn mỗi bước chân mà em từng đi. Thích em từ đôi môi và đôi mắt hay từng cử chỉ. Và em ơi hãy nói cho anh nghe mỗi khi nào em cần chi. Baby, em có một vẻ đẹp thật kiểu xa. Tình anh đi em ơi, anh chẳng nói lời đâu xa. Đôi chân miên man làm cho anh ngất ngây. Đêm nay ta cùng bay. Hey girl, anh như điên cuồng. Em xinh như giấc mơ cho mây đen tan đi máu. Hey girl, anh như ngây dại cho đêm nay mình say theo bài ca. Baby say eh eh eh, let me say eh eh eh, baby say eh eh eh, baby say eh eh eh, let me say eh eh eh.
tâm trí này quyện theo hơi thở đắm chìm. Nằm lên tay anh đi, cause my love be roller coaster. Và sẽ cho em thấy hết tất cả cảm xúc em đâu thể ngờ. Baby, em có một vẻ đẹp thật kiêu sa. Tin anh đi em ơi, anh chẳng nói lời đâu xa. Đôi chân mịn mà làm cho anh ngất ngây. Đêm nay ta cùng bay nè. Anh như điên cuồng, em xinh như giấc mơ. Cho mây đen tan đi mau. Hey girl, anh như ngây dại. Cho đêm nay mình say theo bài ca. Baby say eh eh eh, let me say eh eh eh, baby say eh eh eh, baby say eh eh eh, let me say eh eh eh, baby say eh eh eh. Anh đang lúc này đã dần hướng về phía em. Mắt mờ thẫn thờ nhưng giờ vẫn còn chưa hết câu đề. Ánh đèn lúc này đã dần hướng về phía em. Cứ say cứ bay vì đêm nay em là duy nhất. Oh, baby say eh eh eh, I wanna get closer to you, closer to you, say eh eh eh, let me say eh eh eh. Closer to you, say eh eh eh. Let me say eh eh eh. Baby say eh eh eh. I wanna get closer to you, closer to you, say eh eh eh. Let me say eh eh eh. Baby say eh eh eh. I wanna get closer to you, closer to you, say. Tuyệt vời, một màn đồng diễn rất ấn tượng. Xin được cảm ơn nhóm nhạc Monster cùng với 33 thí sinh xuất sắc của đêm nay. Một ca khúc rất là dễ thương, hay gơ, vô cùng sinh động. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố các thí sinh sẽ bước vào phần thi tiếp theo. Chúng tôi xin mời kết quả từ ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban giám khảo. Xin mời. Thưa quý vị, và trên tay của Diễm Trang và Nguyên Khang ngay lúc này đây, đó chính là kết quả của top các cô gái sẽ lọt vào vòng trong, và đây sẽ là vòng loại đầu tiên của các bạn thí sinh. Xin chúc mừng số báo danh 446, Tô Mai Thùy Dương. Xin được chúc mừng thí sinh tiếp theo mang số báo danh 303, Nguyễn Thị Thúy Hiền. Xin chúc mừng số báo danh 007, Huỳnh Ái Xuân. Xin được chúc mừng thí sinh 534, Huỳnh Thị Thanh Dương. Xin chúc mừng số báo danh 133, Lê Thị Thu. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Diễn mang số báo danh 136. Xin chúc mừng số báo danh 123, Trần Hoàng Phương Trang. Và tiếp theo sẽ là một cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 095, Nguyễn Thị Thanh Khoa. Xin chúc mừng số báo danh 190, Nguyễn Trương Diệu Ý. Chúc mừng thí sinh mang số báo danh 500, Nguyễn Thị Thu Hiền. Xin chúc mừng số báo danh 280, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu. Chúc mừng thí sinh Trần Đình Thạch Thảo mang số báo danh 182. Số báo danh 157, Phạm Ngọc Bảo Ngân.
xin được chúc mừng thí sinh mang sự báo danh 177 Phan Anh Thư. Xin chúc mừng số báo danh 028 Lê Trinh Trinh. Xin được chúc mừng thí sinh mang sự báo danh 077 Trần Hoàng Ái Nhi. Xin chúc mừng số báo danh 237 Tống Tiếu Mỹ. Và tiếp theo sẽ là thí sinh mang sự báo danh 299 Hoàng Hải Thu. Chúc mừng số báo danh 525 Nguyễn Phương Hòa. Và tiếp theo sẽ là thí sinh Lâm Quế Phi mang sự báo danh 246. Xin chúc mừng số báo danh 053 Nguyễn Hà Kiều Loan. Chúc mừng thí sinh mang sự báo danh 069 Lâm Thị Bích Tuyền. Xin chúc mừng số báo danh 080 Dương Thị Ngọc Thoa. Và xin được chúc mừng top 23 thí sinh đã lọt vào vòng chung khảo phía Nam. Kính thưa quý vị, và trong suốt 20 ngày đồng hành vừa qua cùng với cuộc thi thì 33 thí sinh xinh đẹp của chúng ta đã có những hoạt động vô cùng ý nghĩa. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng điểm lại những hoạt động vô cùng sôi động và hành trình rất là tuyệt vời của các bạn thí sinh. Kính thưa quý vị, vẻ đẹp hình thể là một yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho các thí sinh tự tin và tỏa sáng. Và ngay sau đây, top 23 thí sinh sẽ thể hiện những bước đi nóng bỏng trong phần thi trang phục áo tắm. Thưa quý vị, các thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng. Và ngay bây giờ, hãy cùng hướng về sân khấu với những sải bước tự tin của các thí sinh đầu tiên trong trang phục áo tắm Xuân Thu và thương hiệu giày Dolly cùng trang sức Lovisa. Và xin chào đón thí sinh đầu tiên Nguyễn Trương Diệu Ý, số báo danh 190, chiều cao 1m66, cân nặng 49. Ba chiều
sinh Nguyễn Thị Diễm, số báo danh 136, chiều cao 1m65, cân nặng 49kg, số đo 3 vòng 83, 63, 90. Thí sinh Phạm Ngọc Bảo Ngân, số báo danh 157, chiều cao 1m67, cân nặng 55kg, số đo 3 vòng. Lâm Quế Phi, số báo danh 246, chiều cao 1m71, cân nặng 54kg, số đo 3 vòng 82, 63, 92. Thí sinh Dương Thị Ngọc Thoa, số báo danh 080, chiều cao 1m72, cân nặng 55kg, số đo 3 vòng 85, 64, 91. Thí sinh Tống Tiếu Mỹ, số báo danh 237, chiều cao 1m77, cân nặng 54kg, số đo 3 vòng 90, 65, 90. Thí sinh Trần Đình Thạch Thảo, số báo danh 182, chiều cao 1m75, cân nặng 53kg, số đo 3 vòng 81, 64, 90. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Khoa, số báo danh 095, chiều cao 1m76, cân nặng 53kg, số đo 3 vòng 82, 66, 90. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được phần trình diễn đầy sức sống, đầy kỹ năng của các thí sinh của chúng ta qua phần trình diễn trang phục bikini. Và thực sự năm nay các thí sinh của chúng ta quá xuất sắc, và đây cũng sẽ là một yếu tố vô cùng khó khăn cho ban giám khảo lựa chọn những gương mặt thí sinh bước tiếp và có mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam Miss World Việt Nam 2019. Thưa quý vị, điều quan trọng là các thí sinh của chúng ta bây giờ sẽ có một ít thời gian để chuẩn bị thật tốt cho phần thi tiếp theo.
ca khúc Beauty and the Beast đã đưa chúng ta vào một không gian lộng lẫy như một cung điện tráng lệ. Và ngay bây giờ, hãy cùng chào đón thí sinh đầu tiên trong phần thi trang. Ta cùng chào đón thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hiền mang sự báo danh 303. Nguyễn Thị Thúy Hiền hiện đang là sinh viên của trường đại học RMIT. Những nàng công chúa xinh đẹp trong trang phục dạ hội của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn và trang sức sang trọng thương hiệu Lovisa. Xin giới thiệu thí sinh Nguyễn Phương Hoa, số báo danh 525. Phương Hoa tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng chào đón những bước đi uyển chuyển của thí sinh Lâm Thị Bích Tuyền mang sự báo danh 069. Lâm Thị Bích Tuyền hiện đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu thí sinh Tô Mai Thùy Dương, số báo danh 446. Thùy Dương hiện đang là sinh viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh mang sự báo danh 133, Lê Thị Thu. Lê Thị Thu hiện đang là sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hãy cùng chiêm ngưỡng nhan sắc các thí sinh xinh đẹp như những nàng công chúa trong trang phục dạ hội của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn và trang sức sang trọng của thương hiệu Lovisa. Và bây giờ, thí sinh Trần Hoàng Phương Trang, số báo danh 123. Hiện Phương Trang đang là nhân viên văn phòng. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Lê Trinh Trinh mang số báo danh 028. Hiện cô đang là sinh viên của trường Đại học Đông Đô.
Kiều, thí sinh Nguyễn Hà Kiều Loan, số báo danh 053. Kiều Loan hiện đang là sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Quý vị đang được chiêm ngưỡng những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy và kiêu sa của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn và bộ sưu tập trang sức sang trọng đến từ thương hiệu Lovisa. Xin giới thiệu thí sinh Huỳnh Ái Xuân, số báo danh 007. Ái Xuân hiện đang là sinh viên của Đại học Hutech. Chúng ta cùng chào đón thí sinh mang số báo danh 246, Lâm Quế Phi. Hiện cô đang là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chào đón thí sinh Dương Thị Ngọc Thoa, số báo danh 080. Ngọc Thoa hiện đang là sinh viên Đại học An ninh Nhân dân. Tiếp theo là phần trình diễn của thí sinh Tống Tiếu Mỹ, mang số báo danh 237. Tống Tiếu Mỹ hiện đang là sinh viên của trường Đại học Nha Trang. Cùng chào đón thí sinh tiếp theo, Trần Đình Thạch Thảo, số báo danh 182. Thạch Thảo hiện đang là sinh viên Đại học Hutech. Và trên sân khấu hiện đang là thí sinh cuối cùng với phần trình diễn trang phục dạ hội, Nguyễn Thị Thanh Khoa, mang số báo danh 095. Nguyễn Thị Thanh Khoa hiện đang là sinh viên của Đại học Hutech. Uyển chuyển, sang trọng và tinh tế. Đó là phần thi của các thí sinh mà chúng ta vừa vấn đới những thí sinh xuất sắc nhất trong đêm thi ngày hôm nay, đêm chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam Miss World Việt Nam 2019. Một lần nữa xin được chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành phần thi của mình. Đừng nói những lời giận hờn, để bầu trời xanh ngắt như màu xanh trong mắt em. Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời. Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người, có em và có tôi. Tôi mong em hãy mang cho đời tiếng hát trái tim, và tôi mong em, mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em. Rồi một ngày cuộc sống mới ghé bước chân dưới hiên nhà em. Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc rót trên môi chiếc hôn đầu tiên là tình yêu đó em. Vì cuộc đời mà em hãy hát, hát tình yêu thương cho mọi người. Vì mọi người mà em hãy hát, cất tiếng hát tình yêu cuộc đời. Em hãy vì mọi người, từng lời nói, từng nụ cười,
riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem, vì sao trong đôi mắt em đã có những ngôi sao cô đơn. Sân khấu lúc này cùng chào đón phần quay trở lại của 33 thí sinh vòng chung khảo phía Nam Miss World Việt Nam 2019. Thưa quý vị, giây phút hồi hộp đã tới. Chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ biết được những thí sinh nào sẽ chính thức bước vào vòng chung kết toàn quốc được diễn ra tại Coco Bay Đà Nẵng từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 2019. Và bây giờ chúng tôi đã thấy kết quả của ban giám khảo gửi lên cho chúng tôi. Nhưng trước khi đến với phần công bố phần thí sinh lọt vào vòng chung kết, ban tổ chức Miss World Việt Nam xin gửi tặng các thí sinh những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn và chúc mừng về sự nỗ lực của các bạn trong thời gian vừa qua. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, Chủ tịch cuộc thi Miss World Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Viết Trung, Tổng Giám đốc Công ty Casper Việt Nam, nhà tài trợ Kim Cương. Trân trọng kính mời nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Giám khảo. Trân trọng kính mời Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh, Phó trưởng ban giám khảo. Và chúng tôi cũng xin mời hai đại sứ của Miss World Việt Nam 2019. Xin mời Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy. Xin mời các vị, chúng ta sẽ cùng tiến đến gần thí sinh và chúng ta sẽ trao những bó hoa tươi thắm để chúc mừng cho những cô gái đã có mặt trong vòng chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Kính thưa quý vị, để có được đêm chung khảo ngày hôm nay, các thí sinh của chúng ta đã phải tập luyện rất là vất vả dưới sự hướng dẫn của biên đạo Crazy Nhóc, và các thí sinh đã có mặt đồng diễn rất tuyệt vời, mãn nhãn và thu hút phần theo dõi của quý vị khán giả có mặt tại nhà Hòa Bình cũng như quý vị khán giả đang theo dõi qua sóng truyền trực tiếp.
Vâng, và xin được cảm ơn tất cả các vị khách quý của chúng ta đã dành những bó hoa tri ân dành cho top những thí sinh đã lọt vào vòng chung khảo đêm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các vị ban giám khảo và đơn vị đồng hành với chương trình. Đặc biệt cũng cảm ơn hai đại sứ của chương trình của chúng ta, đó là Hoa hậu Tiểu Vy và Hoa hậu Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây sẽ là giây phút quan trọng nhất. Cô gái nào sẽ tiếp tục trên chặng đường chinh phục vương miện của Miss World Việt Nam 2019? Hãy cùng với chúng tôi một lần nữa nhìn ngắm lại top 25 thí sinh của vòng chung khảo phía Nam. Cô gái xinh đẹp của chúng ta đang rất hồi hộp chờ đợi. Nhưng cô gái nào sẽ được xướng tên bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc? Quả thật rất là hồi hộp. Trên tay của chúng tôi là kết quả được nhận từ ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban giám khảo. Và bây giờ chúng tôi xin công bố gương mặt đầu tiên có mặt trong vòng chung kết Miss World Việt Nam 2019. Xin được chúc mừng thí sinh đầu tiên sẽ lọt vào vòng chung kết, mang sự báo danh 534, Huỳnh Thị Thanh Vân. Xin chúc mừng thí sinh số báo danh 133, Lê Thị Thu. Xin được chúc mừng thí sinh Lâm Quế Phi, mang sự báo danh 246. Xin chúc mừng số báo danh 500, Nguyễn Thị Thu Hiền. Xin chúc mừng số báo danh 525, Nguyễn Phương Hoa. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 080, Dương Thị Ngọc Thoa. Xin chúc mừng số báo danh 446, Tô Mai Thùy Dương. Và tiếp theo sẽ là thí sinh Huỳnh Ái Xuân, mang số báo danh 007. Số báo danh 177, Phan Anh Thư. Xin được chúc mừng thí sinh Lâm Thị Bích Tuyền, mang số báo danh 069. Số báo danh 182, Trương Đình Thanh Thảo. Chúc mừng nữ sinh mang sự báo danh 299, Hoàng Hải Thu. Số báo danh 077, Trần Hoàng Ái Nhi. Chúc mừng nữ sinh Nguyễn Trương Diệu Ý, 190. Số báo danh tiếp theo xin chúc mừng 028, Lê Trinh Trinh. Và cô gái tiếp theo sẽ lọt vào vòng chung kết Miss World Việt Nam 2019. Xin được chúc mừng thí sinh 095, Nguyễn Thị Thanh Khoa. Xin chúc mừng số báo danh tiếp theo 123, Trần Hoàng Phương Trang. Chúc mừng thí sinh mang số báo danh 053, Nguyễn Hà Kiều Loan. Và xin được chúc mừng. Vâng, thưa quý vị, gương mặt tiếp theo số báo danh 157, Phạm Ngọc Bảo Ngân. Như vậy là chúng ta đã biết được những thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc. Và bây giờ đây chỉ còn một cơ hội duy nhất cho các thí sinh còn lại. Cơ hội này sẽ thuộc về thí sinh có lượt bình chọn cao nhất trong cuộc thi bình chọn thí sinh vào thẳng vòng chung kết toàn quốc, được phát động trên fanpage và website của Miss World Việt Nam trong gần 2 tuần vừa qua. Ai sẽ là người có bình chọn cao nhất và tiến thẳng vào vòng chung kết? Và ngay bây giờ, Diễm Trang xin được công bố. Đầu tiên sẽ là top 2 thí sinh dẫn đầu trong cuộc bình chọn, và cũng chính là 2 thí sinh đã lọt vào top thí sinh
xuất sắc lọt vào vòng chung kết của Miss World Việt Nam từ ban giám khảo. Xin được chúc mừng thí sinh có lượt bình chọn cao nhất là Nguyễn Hà Kiều Loan, mang sự báo danh 053. Và xin được chúc mừng thí sinh có lượt bình chọn thứ hai, Dương Thị Ngọc. Thưa quý vị, Dương Thị Ngọc Thòa, số báo danh 080. Sở dĩ mà Nguyễn Khang phải dừng lại một chút, bởi vì chúng tôi rất bất ngờ khi mà hai thí sinh này, Kiều Loan số báo danh 053 và Ngọc Thoa số báo danh 080, đã được ban giám khảo chọn bước vào vòng chung kết. Như vậy, cơ hội chiếc vé còn lại sẽ thuộc về một thí sinh có lượt bình chọn cao thứ ba. Và chúng tôi xin được chúc mừng, đó chính là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Điệp, mang số báo danh 100. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Ngọc Điệp, số báo danh 100. Dù không được ban giám khảo lựa chọn, nhưng bạn đã may mắn nhận được nhiều sự yêu mến để chiến thắng phần bình chọn và mặc nhiên sẽ bước vào vòng chung kết. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Xin được chúc mừng top thí sinh đã xuất sắc bước vào vòng chung kết toàn quốc sẽ được diễn ra tại Coco Bay, Đà Nẵng từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2019. Và các bạn thí sinh còn lại cũng đã làm rất tốt phần trình diễn và các phần thi của mình trong vòng chung khảo đêm nay. Hy vọng rằng các hoạt động vừa qua đã đem đến cho các bạn những trải nghiệm vô cùng đáng quý và giúp các bạn sẽ được tự tin, bản lĩnh hơn trong chặng đường tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thí sinh rất nhiều. Thưa quý vị, vòng chung khảo phía Nam Miss World Việt Nam 2019 đã chính thức khép lại. Thay mặt ban tổ chức, xin gửi lời tri ân đến quý vị khách quý, các nhà báo, phóng viên đã dành thời gian đến tham dự và đưa tin về chương trình. Cảm ơn những nhà tài trợ và đặc biệt là quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với cuộc thi chúng tôi. Đặc biệt xin được cảm ơn tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ekip đã mang lại cho khán giả một đêm thi đặc sắc và ấn tượng. Chúng ta hãy cùng chào đón đêm thi trung khảo phía Bắc Miss World Việt Nam 2019 sẽ được chính thức diễn ra vào ngày 7 tháng 7 2019 tại đảo Ngọc Tuần Châu, Hạ Long và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên các kênh truyền hình khác. Một lần nữa, Nguyên Khang, Á Hậu Diễm Trang và các thí sinh xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.